Gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa ở thôn Phú Long, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân anh sức khỏe yếu, hiện ba người trong gia đình đều đang mắc bệnh hiểm nghèo. Giờ đây điều anh lo lắng nhất là làm sao có đủ tiền để chạy chữa thuốc thang cho bố mẹ già và người vợ đang hàng ngày phải chịu những nỗi đau của bệnh tật. Thời gian trước khi còn khỏe mạnh, chị Hiền, vợ anh Nghĩa là lao động chính trong gia đình. Nhưng cách đây 2 năm, chị phát hiện mình bị mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Vừa qua, sau lần phẫu thuật tim không thành công dẫn đến sức khỏe cứ yếu dần. Cộng thêm các biến chứng của bệnh khớp, viêm xoang và bệnh phổi. Nhiều khi việc đi lại, sinh hoạt cũng phải nhờ vào sự chăm sóc của người chồng. Nghĩ đến sức khỏe của mình, của bố mẹ chồng và cuộc sống gia đình những ngày tháng sắp tới, lòng chị Hiền lại nặng trĩu những nỗi lo. Lo lắng lớn nhất hiện nay của anh Nghĩa là tình trạng sức khỏe của bố mẹ già. Sau một lần bị tai biến, sức khỏe của bố anh suy giảm nhiều, lại thêm các biểu hiện của bệnh thần kinh nên đang phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Còn mẹ anh do biến chứng của suy thận, tiểu đường nặng nên đã phải cắt bỏ một bàn chân, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Vừa rồi thì cũng ba người ốm, một mình thì cũng làm, cũng hơi bị mệt, cũng vất vả. Thì tôi thì cũng nhấn nhà làm đâu thì lo đến đấy, động viên ông bà thôi, thì cứ ông bà cứ bình tĩnh để con làm đến đâu thì con xoay sở đến đấy, mong cho ông bà với vợ với các cháu tôi đó là khỏe mạnh. Từ ngày vợ đổ bệnh, bố mẹ già thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị, chi phí chữa bệnh và thuốc men lên tới vài trăm triệu đồng. Số tiền này vượt quá khả năng của gia đình, vì thế anh Nghĩa đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống. Anh đã phải làm nhiều công việc, ngoài thời gian đi làm ruộng, chăn trâu, cắt cỏ, kiếm củi, anh tranh thủ về lo việc nhà và chăm sóc người thân. Nhờ có sự động viên, chia sẻ, giúp đỡ của mọi người đã giúp anh vững tâm vượt lên hoàn cảnh trước mắt. Chính quyền địa phương cũng là rất quan tâm đến gia đình anh Nghĩa, cũng đã có nhiều cái hỗ trợ, một là về cái công tác vận động ủng hộ, tạo điều kiện gia đình trích quỹ an sinh xã hội ra ủng hộ hàng năm, rồi là những các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm có điều kiện thì địa phương cũng giới thiệu tạo điều kiện để cho gia đình được nhận những cái món quà động viên. Khó khăn bệnh tật là thế, nhưng tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc của các thành viên trong gia đình anh Nghĩa vẫn luôn đong đầy. Ngoài nghị lực, sự lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp, thì mọi người luôn động viên nhau để vượt qua hoàn cảnh.